Đây chính là cái thời điểm mà các bạn, các em, thậm chí là các cháu, học sinh sẽ chuẩn bị quay trở lại trường học. Trong cái thời điểm này, chúng ta sẽ có những sự chuẩn bị nhất định. Có thể là lên một cái lớp mới, nhưng cũng có thể lên một cấp học mới. Thì ở thời điểm này hàng năm, mình cũng sẽ vẫn làm các video Back to School. Và trong thời điểm năm 2023 này, video Back to School sẽ có 5 cái sản phẩm ở đây. Và đây là một trong số những năm mà mình đã làm về chủ đề này, mà mình cảm thấy là cái chất lượng, cái giá thành của các cái món đồ mà mình có giới thiệu đến với các bạn thì nó là rất tốt. Cả 5 mẫu giày ngày hôm nay đều là đến từ Nike luôn, và tất cả nó cũng chỉ có giá đầu 1. Nó sẽ có đa dạng sự lựa chọn, kể cả cổ cao, cổ thấp, mức giá từ thấp đến cao. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Chào mừng các bạn quay trở lại với Lạ Sneaker, và mình là người lạ. Trong số 5 cái đôi giày Nike có ở đây này thì mình cũng có hầu hết. Thế nhưng mà mỗi đôi thì nó sẽ có một cái đặc tính khác nhau. Nhưng cái đặc điểm chung của cả 5 mẫu này đó là chúng ta mang nó đi học rất đẹp. Nếu như mà nó là một cái đôi giày casual thì cái đặc tính, cái tính chất của nó có thể nhìn qua vẻ bề ngoài ngay lập tức là thấy được. Thế nhưng mà 5 cái mẫu này này, 5 cái mẫu này hầu hết nó đều xuất phát từ giày thể thao. Và tính đến bây giờ, cái vẻ đẹp của nó thì nó sẽ dành để cho chúng ta đi lại bình thường, đi lifestyle. Và đặc biệt là cả 5 cái mẫu này thì nó đều có những cái nét rất là, phải nói là nó rất là lịch sự. Nếu như mà những cái mẫu casual nó vốn dễ đi, nó phù hợp với nhiều loại trang phục, các bạn mặc áo phông như mình, rồi các bạn đi một cái quần ngố, quần short cũng đều được. Nhưng mà nếu như chúng ta mặc lịch sự hơn, ví dụ chúng ta mặc đồng phục và mặc một cái quần Âu màu đen, màu xanh đậm nào đó, với những đôi này nó cũng rất đẹp. Và hầu hết ở đây nó đều là màu trắng cả. Thì đây, mình sẽ bắt đầu đi vào chi tiết từng mẫu cho bạn cùng xem. Mình đã xếp nó theo thứ tự là mức giá từ thấp đến cao để nó phù hợp với lại cái túi tiền, cái nhu cầu của mỗi người. Cái đôi đầu tiên với lại cái màu hộp này thì nó là đôi Nike Curse Legacy. Mình đã từng làm về cái mẫu giày này rồi. Và đây là cái mẫu giày, nó sẽ có màu sắc như thế này. Như bạn có thể thấy thì đây là một mẫu giày trắng bằng da cổ thấp với lại cái dấu móc màu đen, và cái điểm nhấn là một cái dải vải nó sẽ có màu vàng vàng đất như thế này. Thì đây là một mẫu giày rất đẹp. Cái mẫu này thì mức giá của nó thấp nhất trong cả video này. Cả cái 5 cái đôi Nike này mình đều mượn về The Fire Monkey. Chúng ta sẽ có một cái mã giảm giá sâu lên tới 1.1 triệu cho cả 5 cái mẫu này. Sau khi trừ mã giảm giá đi thì cái đôi Curse Legacy này nó chỉ có mức giá là 1.150.000. Nó là một cái đôi mà bây giờ các bạn cứ thử hình dung, các bạn xỏ chân vào cái mẫu này, các bạn gái, các bạn nữ đi đẹp. Các bạn nữ, các bạn có thể mặc váy, các bạn có thể mặc quần, các bạn có thể, tóm lại các bạn mặc theo kiểu gì cũng được. Nhưng mà mình nhìn thấy nhiều bạn nữ đi mẫu này rồi và nó rất đẹp. Đây là mẫu có mức giá là 1.150, mình cũng đã làm về mẫu này rồi. Nhẹ, bằng da, đi thoải mái, và cái màu sắc của nó là vintage. Đó, đó là cái mẫu đầu tiên. Tiếp tục chúng ta đến với cái mẫu thứ hai thì đây là một đôi mình cũng đã làm video rồi. Nó là một đôi Nike Blazer Mid. Nhưng mà nó là phiên bản Jumbo. Jumbo tức là khổng lồ. Mình đã có riêng một cái video về nó rồi. Thành ra là nếu bạn nào cần xem chi tiết về mẫu này thì có thể tham khảo cái video đó, tìm kiếm và tham khảo lại. Thì cái phiên bản mình cầm trên tay này nó sẽ có dấu sút màu xanh, và cái màu xanh này là xanh nhạt, rất đẹp, rất là fresh. Chúng ta sẽ có một cái mẫu giày cổ cao màu trắng. Nhưng mà cái đôi cổ cao này ấy, thì nó lại có phần cổ bằng chun. Nó khác so với lại cái đôi Blazer Mid 77 bình thường. Nó có cái phần cổ bằng chun này, thành ra là chúng ta đi nó sẽ rất là thoải mái, dễ chịu khi mà xỏ chân vào hay rút chân ra, rất là bình thường, êm ái. Nhưng mà có một cái điểm trừ của phần cổ bằng chun này, đó là nếu như mà tay bẩn ấy hoặc là bám bụi ấy, thì cái phần này nó khá là khó làm sạch. Nó chỉ có duy nhất phần này bằng chun, còn lại bằng da hết. Nhưng mà cái mà mình thích ở cái mẫu này ấy, đó là tất cả mọi cái của nó đều làm size bự hơn bình thường. Ví dụ cái logo suit này nó bự đến nỗi mà nó vắt cả xuống phần đế. Đó, tiếp theo là những cái lỗ giày nó bự hơn gấp mấy lần. Mình nghĩ có lẽ là bán kính phải gấp đôi so với lỗ giày bình thường. Dây giày nó cũng bự hơn, nói chung rất nhiều cái điểm bự hơn. Và có một điểm mà mình cũng thích nữa, đó là cái đế ngoài này. Đế ngoài này là một cái đế khác đi so với lại phiên bản Blazer Mid bình thường. Và nó dài hơn, nó răng nhiều hơn. Đó, khi nó dài hơn này chúng ta đi cũng sẽ cao hơn được một chút. Cái việc nhận dạng từ xa đối với mẫu này rất dễ dàng, tại vì cái logo nó to như này cơ mà. Và mức giá của đôi này thì thật sự là chưa bao giờ mình thấy một đôi blazer nào đó nó rẻ như này. Mức giá của đôi này sau khi trừ mã giảm giá đi ở The Fire Monkey nó chỉ có mức giá là 1.3 triệu, 1.299.000, 1.3 triệu. Thì đây là một cái mức giá vô cùng tốt để chúng ta có thể mua một đôi như thế này. Đối với cảm giác của mình mà nói thì cái mẫu này ấy, thì nó đi nó sẽ cho cảm giác thoải mái hơn là mẫu blazer mid bình thường kia, do là nó có phần cổ nó uyển chuyển hơn.
Tại vì cái phần cổ của đôi blazer mid vintage mà chúng ta vẫn thấy thì cái phần cổ nó sẽ hơi hẹp. Còn đôi này là cực kỳ thoải mái luôn, nó là chun giãn mà, chun giãn. Đó, phiên bản màu xanh này cũng rất là mát mẻ trong mùa này. Ok. Thì chúng ta đã có hai mẫu, một mẫu là 1150 và một mẫu là 1.3 triệu. Thì tiếp đến thì đây sẽ là một mẫu sẽ có mức giá cao hơn 100.000, 1.450.000 cho đôi này, 1450 cho cái đôi Nike Blazer cổ thấp này. Ban đầu ấy, khi mà nhìn và tiếp xúc nhiều với lại những cái mẫu blazer như thế này, mình không thích cổ thấp cho lắm mà mình thích phiên bản cổ mid hơn, cái phiên bản cổ cao hơn hẳn đấy. Thì nhưng mà càng ngày mình càng thấy là cái phiên bản cổ mid này nó là một cái sự lựa chọn cũng rất ok. Bên cạnh những cái đôi giày dáng casual này đến từ các hãng khác, ví dụ như là Adidas Superstar này, Adidas Stan Smith này, rồi rất nhiều đôi Puma và Reebok khác, thì với đôi này nó có một cái hấp dẫn rất là riêng. Không biết phải mô tả chính xác như thế nào, nhưng mà tức là ngay từ đầu ấy, mình thích cái phiên bản cổ cao của mẫu này hơn là phiên bản cổ thấp. Nhưng mà theo thời gian mình đã thấy bắt gặp ở trên đường những bạn bè, những người mình không quen nữa, họ đi cái mẫu này này, chính xác là cái mẫu cổ thấp này, và nó rất đẹp, rất đẹp. Đấy, tức là cái cảm giác của chúng ta về phần nhìn nó khác khi mà chúng ta có một cái cảm giác về việc cầm trên tay, rồi thì cầm trên tay chúng ta lại sẽ có cảm giác khác khi mà nó được đi ở trên chân. Thì vậy cho nên là mình càng ngày càng có ấn tượng tốt với cái mẫu này. Cái mẫu cổ thấp này sẽ đặc biệt phù hợp dành cho các bạn mà có thể là chúng ta không muốn đi giày cổ cao do nóng, hoặc là thậm chí là chúng ta chiều cao chỉ có hạn thôi, chúng ta không muốn đi giày cổ cao để nó ăn bớt đi một phần chân hay vân vân vân. Và đi giày cổ thấp như thế này nó cũng thoáng mát và nó dễ dàng hơn là đi giày cổ cao nữa, nó không lick kick. Với cái đôi này có mức giá là 1450 là rất tốt, không có gì để nói cả. Một cái màu sắc cơ bản phiên bản vintage, và chúng ta sẽ có một cái màu sắc có thể nói là được ưa chuộng nhất của toàn bộ cái dòng giày này. Mình thích cái dòng giày này và mình nghĩ là đây là một trong những thời điểm mà mức giá nó tốt nhất rồi. Đó, đây chính là cái đôi cổ thấp, còn cổ cao thì cũng có ở đây luôn. Nói về blazer mid cổ cao thì mình đã có một video rất dài để nói về tính lịch sử cũng như là tất cả những cái liên quan, tất cả những gì mọi người cần biết về cái đôi giày này. Và đây cũng là cái thời điểm mà chưa bao giờ mình thấy cái đôi chính xác là cái đôi này mà nó lại có mức giá tốt như vậy. Cái mã của nó là BQ6806-100. Đấy, chưa bao giờ mình thấy một cái đôi blazer mid phiên bản 77 vintage nó lại có mức giá tốt như thế này. Đây là phiên bản cổ điển và nó là phiên bản được nhắc đến nhiều nhất chứ không phải những biến thể khác nhé. Với đôi này, sau khi trừ mã giảm giá của The Fire Monkey đi, chúng ta chỉ cần bỏ ra có 1.500.000 để mua được nó. 1.500.000 là tương đương với các mẫu giày casual khác. Trong khi đó, những thời điểm bắt đầu đôi này nó có mức giá là trên 2 triệu. Hiện tại trên web của Nike chính hãng cũng bán nó là 2.600.000 hay là 2 triệu. Nói chung là quanh quanh khoảng 2.500.000 đổ lên thì phải. Đấy, nhưng bây giờ 1.500.000 là chúng ta mua được đôi này mới đẹp. Mình biết là có rất nhiều bạn thích cái mẫu này và mình gặp rất nhiều người đi mẫu này rồi, và mình cũng rất thích mẫu này luôn. Và chính thế cho nên là riêng về blazer mình có 4-5 đôi. Mỗi đôi nó sẽ có một màu. Thì đây là cái đôi đầu tiên mà mình mua. Nếu mua blazer ấy, thì chúng ta mua mẫu này đầu tiên. Nên mua mẫu này đầu tiên. Đôi này thì mình đã nói quá nhiều về nó, cũng như các bạn cũng đã quá quen thuộc với cái mẫu này rồi, cho nên không cần phải mô tả lại nhiều, mà chúng ta chỉ cần tập trung vào cái mức giá hiện tại có thể mua 1.500.000 để back to school với một cái mẫu kinh điển ai cũng biết như thế này. Quá tuyệt vời luôn. Nếu chúng ta tự tin đi giày cổ cao, chúng ta thấy cổ cao phù hợp với mình hơn, thì cái mẫu này nó hơn cái mẫu cổ thấp chỉ có 50.000. Một cái là 1450, một cái là 1500, 50.000 thôi. Và gần như là bằng giá nhau vậy. Thế thì chúng ta, sở thích của chúng ta thích đi giày cổ cao hay đi giày cổ thấp thì chọn nó thôi. Không có nhiều ý nghĩa về cái chênh lệch giá đối với hai mẫu cổ cao cổ thấp này nữa ở trong video này. Đấy. Cuối cùng thì đây là một cái mẫu mà mình cũng rất là thích. Nó sẽ có một cái hộp giày màu cam nguyên bản của Nike. Đây là mẫu Nike Q-Short thế hệ thứ 2. Đấy, mình đã làm về Nike Q-Short thế hệ đầu tiên trong một video cách đây cũng khá lâu rồi. Và bản thân mình thích dòng giày Q-Short. Đây là Q-Short thế hệ thứ 2. Để mình kiếm cái đôi Q-Short 1 của mình ra cho bạn xem. Đây chính là cái đôi Nike Q-Short thế hệ đầu tiên, như bạn thấy. Và mình cũng đã làm video rồi. Đây là một đôi giày đi cực kỳ thoải mái. Và mình thích cái mẫu Q-Short 1 này ở cái chỗ là nó có phần trên này nó làm bằng vải lưới. Đặc biệt mùa này nếu như mà mình đi ấy, mình sẽ cảm nhận được vô cùng rõ ràng cái việc gió luồn vào trong cái phần mu bàn chân dưới những ngón chân và cả những phần bên hông chân nữa. Thì đấy là cái đặc điểm cần thiết ở cái mẫu này mà mình cần.
Mình có rất nhiều những đôi giày Nike, nhưng mà có rất ít những đôi giày Nike làm từ vải giống như đôi Q-Shot 1 này. Và đối với cái đôi Q-Shot 1 này, nó đã được thay đổi chất liệu hoàn toàn khi nó không còn được làm từ vải lưới nữa, mà nó làm được toàn bộ phần trên từ da. Nó là Nike Q-Shot 2 như thế này. Đây là một đôi giày nó có tính cổ điển nhiều hơn Q-Shot 1. Cái tính cổ điển khi mà nhìn ấy, như các bạn nhìn thấy, nó sẽ là hai thế anh em. Nhưng mà mình rất thích cái phần đế màu gâm của đôi Nike Q-Shot 2 này. Và toàn bộ phần trên bằng da, nó không còn bằng vải nữa. Thì đây là cái đôi mà nó cực kỳ phù hợp với những loại trang phục jean, những trang phục vintage, những trang phục nó giống như kiểu cũ cũ ấy. Đấy, kiểu thế. Thì đây là một cái đôi giày nó nối tiếp được cái sự thoải mái và nhẹ nhàng của Nike Q-Shot 1. Đôi này rất nhẹ. Và đôi này nhẹ cũng không kém gì. Mặc dù rằng là nó có phần bộ đế bên dưới là toàn bộ là cao su màu gâm. Nhưng mà những đôi này thì thường phần đế rất là mỏng. Thường phần đế rất mỏng, nhưng mà chính thế nó mới có sự uyển chuyển nhất định. Đôi này toàn bộ phần trên là bằng da và có một cái dấu móc, nó sẽ có màu xanh navy, có phiên bản màu đen nữa. Thì cái sự kết hợp vật liệu này ấy, đó là da bên trên sẽ có da lộn màu xám bao quanh như thế này, và da lộn màu xám ở chỗ lỗ buộc dây nữa. Nhưng mà cái quan trọng ấy, là mẫu này nó rất đẹp. Đây là một cái mẫu giày mà mình ít khi nhìn thấy người ta đi ngoài đường. Nhưng mà mỗi lần mình nhìn thấy người ta đi ngoài đường, mình lại đẹp thế nhỉ, hay là mua đôi ta. Lần nào cũng như lần nào, có lần gặp một anh bạn đi trong thang máy, có lần gặp một anh bạn ngồi sau một cái chiếc xe máy mình không để ý lắm, nhưng ngồi sau ấy, chân gác lên cái gác chân ấy, mình nhìn từ đằng sau hay là từ bên trên xuống, do là nhìn ở thang máy, nó đều rất đẹp. Đây là một trong những cái mẫu mà mình đã có ý định mua từ đầu. Tuy nhiên thì thời điểm này mình không còn tiền nữa, nên là mình mới không mua, mặc dù mức giá như này của nó là quá dễ chịu. Đây là cái mẫu giày có mức giá cao nhất trong toàn bộ video này. Mức giá của nó là 1.8 triệu sau khi đã trừ mã giảm giá rồi. Nhưng mà 1.8 triệu vẫn là vô cùng dễ chịu cho một mẫu mà chất lượng tốt như này. Toàn bộ bên trên bằng da, bên dưới màu gâm. Và cái màu này, cái phối màu này nó rất đẹp. Phối màu này rất đẹp. Nếu bạn nào đã thích Nike Q-Shot thì đây cũng là một trong những thời điểm mà có giá tốt nhất của nó luôn. Tại vì mẫu này mình rất quan tâm, mình theo dõi giá nó từ rất lâu rồi. Chưa bao giờ nó có mức giá 1.8 triệu như này cả. Rất nhẹ nhàng, êm ái. Và cái quan trọng nhất vẫn là rất đẹp. Đây chính là cái mẫu giày mình thích nhất trong toàn bộ cái video này. Nếu như mà nói về cái sự hứng thú cũng như theo đuổi lâu nhất nhé, thì nó là Nike Blazer Mid 77 này. Thế nhưng mà chính vì mình đã có đôi này rồi, thành ra mình chuyển hướng sự quan tâm sang đôi này. Và bây giờ mình được cầm nó trên tay, và nó lại có mức giá tốt. Những cái đôi có ở đây thì cả 5 đôi, tất nhiên nó đều là giày Nike, nhưng có đôi cổ cao, có đôi cổ thấp. Có đôi mức giá chỉ có 1.150 triệu, có đôi thì mức giá là 1.8 triệu, quanh quanh, vẫn chỉ là đầu một thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ có những sự lựa chọn đến từ thương hiệu số 1 thế giới, đó là Nike. Và tất cả những đôi này, không cần biết là các bạn chỉ mua nó để đi học, hay thậm chí mua là đi chơi, hay là đi loanh quanh, đi dạo, đi đạp xe, đi bộ vân vân, đều ok cả. Và nói về cái độ đẹp ấy, tất cả những mẫu này ở đây, nó không phải là giày hiện đại mới ra mắt, nó đều đã có thâm niên. Cùng với đó là độ đẹp là không phải bàn cãi, mỗi cái nó sẽ có một cái mức độ thẩm mỹ riêng. Nếu như bạn thích đôi nào, có thể lựa chọn đôi đó. Và tất cả những cái link của cả 5 sản phẩm này, cả phối màu khác nữa và các cái mã giảm giá mình sẽ để bên dưới phần mô tả video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn có một mùa tựu trường thật vui vẻ.